làm thế nào để phát hiện ra mình đang bị huyên thuyên? Chỉ có chánh niệm thôi. Chánh niệm nó giúp chúng ta nói chuyện tử tốn, biết là đến đâu thì dừng, không huyên thuyên nữa. Thì là phản xạ. Nếu các bạn mới tập võ có 1 năm, 2 năm lên đài đấu, nó đấm mình chưa kịp đỡ, nó đấm mình sưng mặt rồi mình mới đỡ. Nhưng nếu mà các bạn tập võ 10 năm và đã tức giật đấu đài nhiều lần, nó nhuyễn rồi, nó vừa nhá tay là mình đỡ rồi, mình biết nó đấm ở đâu rồi. Chánh niệm y như thế. Chánh niệm y như thế. Các bạn tập đủ lâu thì nó thành một phản xạ. Một cái tâm sân vừa khởi sinh, tích tắc là chánh niệm nó nhảy ra, nó xử lý luôn. Vậy là mình vẫn kiên trì cái đó rồi từ từ nó sẽ cải thiện. Tôi có hỏi một số vị thiền sư nhé, họ nói như thế này, này. Khi mà các bạn luyện chánh niệm lâu đến một cái mức độ nhuần nhuyễn, đến mức độ là tâm chưa khởi sinh nó đã nhận ra tâm gì sẽ khởi sinh. Hạt giống chưa kịp mọc nó còn biết là sẽ khởi sinh cái gì, và chánh niệm nó nhảy ra nó xử lý trước. Còn của mình là bị hạt giống nó mọc lên rồi, thậm chí nó mọc cả một phút rồi mình mới nhận ra mình đang sân, đúng không? Các bạn để ý này, nói chuyện huyên thuyên có phải là tâm phóng dật không? Tâm phóng dật, cái tâm tán gẫu, tâm mà thích nói chuyện huyên thuyên ấy, nói lời vô ích ấy, là ai cũng bị đúng không? Nói một hồi nó huyên thuyên. Thì làm thế nào để phát hiện ra mình đang bị huyên thuyên? Chỉ có chánh niệm thôi. Chánh niệm nó giúp chúng ta nói chuyện tử tốn, biết là đến đâu thì dừng, không huyên thuyên nữa. Có những người huyên thuyên một tiếng mới phát hiện ra nãy giờ mình đang huyên thuyên. Có những người thì huyên thuyên 5 phút là họ biết huyên thuyên. Có những người mở miệng ra nói một câu là biết rồi, rồi mình nói huyên thuyên rồi, rút lại liền. Và có những người thì chưa kịp mở miệng nói họ đã biết. Suy nghĩ này là huyên thuyên, bỏ nó đi. Sẽ tu tập thôi, mình cứ tập dày lên. Thì chánh niệm nó giống như tập võ vậy thôi nha, không khác gì đâu. Tập mãi nó sẽ luyện được. Ngày xưa cách đây khoảng 7-8 năm mà tôi mới đi học thiền đấy, một cái tâm bất thiện khởi lên trong tâm, ví dụ như là tâm tham, tham ái, đây là nam rất là dễ bị đúng không? Tham ái là dễ bị lắm. Nữ mà cứ ăn mặc hở hang, tôi đảm bảo 10 anh nhìn hết 7 đến 8 anh tham ái. Còn hai anh còn lại, một là BD, hai đi Biên Hòa vậy thôi. Chứ hiếm cái vị nào là thiền sư đắc đạo lắm. Thì khi mà mình nhìn những cái cảnh đó là trong lòng nó khởi lên cái sự thích thú, thích của loài thú, nó gọi là thích thú. Thì nó khởi lên cái sự thích thú. Thì mà mình thích cái gì thì mắt mình sẽ có xu hướng thích nhìn, nhìn lại, nhìn đi rồi nhìn lại. Nó cứ nhìn đi nhìn lại. Các bạn mà làm nghề diễn giả là dễ bị. Các bạn ngồi bên dưới này này, bạn nào ăn mặc hở hang mà đẹp đẹp một tí, các bạn nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, hồi nữa mắt cũng nhìn cho đúng cái người đó. Tức là cái bản năng là cái kiết sử tham của mình ấy. Cái tâm tham của mình nó kéo mình về làm, mắt phải nhìn để cho nó được thỏa mãn. Thì các bạn khi mà lướt mắt nhìn cô ta một cái, các bạn phải nhận ra rồi, một ý nghiệp tham khởi sinh. Các bạn phải nhận ra cái đó. Thì các bạn mới ngăn ngừa được nó, mới xử lý được nó. Không nhận diện được nó là thua hết. Tôi rất nhiều lần. Có thêm câu hỏi của anh. Rồi, nhà mời anh. Vâng, chào thầy, chào các bạn. Thầy cho em hỏi một chút là cái chánh niệm thì là mình xoay cái tâm của mình đúng không ạ? Còn cái chánh định thì là mình tập trung về cái gì ạ? Chánh định thì nó tập trung vào rất nhiều đề mục, nhưng mà trong đó có hai đề mục, hai đối tượng mà các bạn sẽ được thực tập, đó là hơi thở và phồng xẹp ở bụng. Bụng của mình nó phồng lên xẹp xuống. Lát nữa mình sẽ được thực tập. Thì mình cái tư tưởng của mình thì mình có phải tập trung về cái gì không ạ? Hay là tức là sao? Có nghĩa mình có phải nghĩ về cái gì mình tập trung về cái không. Gì trong nghĩ về hơi thở, nghĩ về cái đầu mũi mình thôi. Nghĩ về cái bụng phồng xẹp, nghĩ về cái bụng bia của mình phồng xẹp, thế là được. Nha. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Niệm là thân thọ tâm pháp nha, nó rất nhiều đối tượng nha, nhưng mình đang nói về quán tâm thôi. Thì như từ đấy bạn nói là đúng, là mình quay về quan sát cái tâm của mình. Rồi sao em? Dạ thưa thầy, em có câu hỏi liên quan tới cái thiền. Thì trong cái thiền hồi nãy thầy có nói là khi mình thiền thì mình quán cái thân mình, mình quán trên thân của mình. Thứ nhất là về hơi thở ở đầu mũi, thứ hai là về bụng xẹp
và phòng và xẹp. Vậy thì cho em hỏi là vậy thì sự khác biệt giữa chánh định và chánh niệm là gì? Tại vì khi mà mình thiền rõ ràng là cái định hay là cái niệm nó phát triển. Theo em là nên phát triển thằng nào mạnh? Định và niệm nên phát triển thằng nào? Về nguyên tắc trong như thầy hay mới là dạy. Em muốn có thần thông hay em muốn được thanh lọc cái tâm của em trong sáng? Dạ cả hai. Cả hai. Trường hợp thì cả hai, tại vì rõ ràng thì cả hai, nhưng bây giờ giả sử mình tập dạ. cả hai nhưng có một thằng nó đi nhanh hơn thì em muốn thằng nào đi nhanh hơn? Dạ thằng thằng niệm thôi. À, nó thế được rồi. Dạ. Nhưng mà nói thì dễ nha, nhưng mà đến khi tập rồi có chừng dính vô thằng định rồi sẽ nghiện nó đấy. Dạ, tại vì rõ ràng là khi em cũng có trải nghiệm với cái thiền, khi em thiền thì em thường là quán vô thân của mình, giống như thầy mới chia sẻ là mũi hoặc là bụng. Vậy thì khi rõ ràng là khi mình có một cái hành động, một cái tư tưởng, một cái tâm như vậy thì nó phát triển cả, không biết là phát triển cả phần niệm hay là phần định. Tại vì nếu trường hợp mình phát triển về phần định là mình phát triển về thần thông, nhưng mà cái niệm mình nó chưa đủ mạnh thì mình đi ra cái thần thông mình sẽ không đúng, không tốt. Thì thần thông nó có tâm tham thôi, thì nó đi hại người ta thôi, thì bình thường thôi. Giống như con của em được giao xe hơi nhà lầu cho nó mà nó mới có 12 tuổi thôi, nó phải đi phá hết là đúng rồi. Vậy có nghĩa là khi mà mình thiền là mình có thể trường hợp mình sẽ phát triển cả song song, vừa cả niệm và cả định. Ở trên thế giới có rất nhiều trường phái nó dạy định trước, thì lúc này sư phụ phải rất giỏi. Sư phụ mà dở một phát là học trò tiêu hết. Ở bên Myanmar có một trường thiền, nó chỉ dạy về định 2 năm, phải học 2 năm về định, không dạy về niệm luôn. Đó là trường thiền Pao. Ở Việt Nam nó cũng có chi nhánh ở dưới Đồng Nai, gần thiền viện Phước Sơn. 2 năm chỉ tập trung vô mỗi đầu mũi thôi. Đến lúc nào các bạn đạt được tứ thiền rồi mới được học sang Vipassana, mới được học sang quán tâm, mới xử lý tâm sau. Thì lúc đó các bạn phải rất kiên nhẫn theo và không nên bỏ. Để một cái vị thiền sư đó họ chỉ mình đi đúng đường. Còn không các bạn phải đọc rất kỹ kinh điển, nó nói cái gì để mình biết. Biết là đến lúc đó mình gặp cái trạng thái đó là mới chỉ là trạng thái trung gian thôi, không phải là đích đến. Còn mình kẹt vô nó, mình thấy nó hay quá, mình mắc kẹt vô nó, hạnh phúc quá, sướng quá, các bạn nghĩ đây là đích đến rồi thì chúng ta mắc kẹt. Thậm chí các bạn thấy mình có quyền năng rất lớn, các bạn có thể điều khiển hàng nghìn, hàng triệu người thì sao? Bằng ý nghĩ thôi, các bạn tác động đến số lượng người rất đông thì sao? Thì lúc này các bạn sinh ra một giáo chủ để điều khiển mọi người, biến mọi người thành nô lệ của mình. Cẩn thận. Ví dụ nhé, tôi lấy một ví dụ hơi đụng chạm một tí, nhưng thôi chấp nhận một tí này. Pháp Luân Công. Chúng ta để ý này, tựa nó là Pháp Luân Công, nhưng mà khi đọc vô bên trong thì nó lại ghi là Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp tức là người khác là đại hay là tiểu? Tiểu Pháp. Vậy nó sẽ là cái mà hơn hẳn những thứ khác. Chỉ có học đúng nó mới được Đại Pháp, còn học những thứ còn lại là xưa cũ rồi, tiểu Pháp thôi. Vậy đây có phải là chiêu trò để marketing không? Gì nữa, chứ chắc gì đã là sự thật. Rồi trong Pháp Luân Đại Pháp thì nó miêu tả rất nhiều tầng khác nhau. Tầng khác nhau. Và miêu tả là tầng của Phật trú ngụ là một cái tầng nhỏ trong đấy thôi. Còn đã là Đại Pháp là nó còn nhiều tầng trên. Có phải đánh vô tâm tham không? Để các bạn muốn, ồ, nếu mà tu tập theo Đức Phật dạy thì cũng chỉ là cái tầng này thôi, tu tập lên trên nữa. Đó. Tầng quan trọng gì? Tâm của chúng ta trong sáng, sống hạnh phúc ngay trong đời này. Tầng giống như các bạn làm thủ tướng hay làm bộ trưởng hay làm công nhân vậy thôi. Sống trong sáng, sống vô tư, sống đạo đức thì một người công nhân vẫn hạnh phúc. Sống đầy tham sân si, một người thủ tướng, một người bộ trưởng vẫn đau khổ như thường. Hiểu được cái này thì các bạn đọc kinh điển không bao giờ bị nhầm. Biết chỗ nào kinh điển nó viết sai luôn và biết chỗ nào nó viết đúng. Các bạn sẽ đọc luôn cả sách của sư cô Thanh Hải, Thanh Hải vô thượng sư được. Các bạn đọc luôn sách của Pháp Luân Công được. Hai cái bộ đó ngày xưa tôi đọc hết rồi. Họ có ý hay của họ chứ không? Nhưng lâu lâu họ cứ đan xen vô. Đan xen vô, đan xen vô. Họ đan xen nhiều lắm. Thế phải hiểu cái này. Cái tên đó, các bạn để ý cái tên gì dính đến Trung Quốc hay dính đến chữ đại. Đã là phú là giàu, nó là đại phú là cực giàu, giàu to. Đã là Hãn rồi là đại Hãn. Dân tộc Hán là dân tộc đại Hán. Thêm chữ đại vào.
Trung Quốc phải là Trung Quốc đại lục, đúng không? Chứ không phải là lục. Tại bây giờ đại là nó tự xưng nó là nhất. Vậy nó là bản ngã hay vô ngã? Là bản ngã. Gì nữa? Tinh ý nhận ra hết. Đại kỷ nguyên là bản ngã không? Một kỷ nguyên to lớn, một kỷ nguyên vĩ đại. Các bạn thấy chưa? Các bạn chui vô đại kỷ nguyên, vô số bài viết rất hay, nhưng lâu lâu nó cứ xen Pháp Luân Công vào đoạn cuối, nghiệm cho có đúng không? Nó là truyền bá văn hóa thôi mà, thay đổi văn hóa tư tưởng của người dân Việt Nam đó, gì đâu. Nó vào Việt Nam có khoảng 5 năm thôi mà hơn 8 triệu thành viên theo dõi trên Facebook mỗi ngày. 10% dân số Việt Nam đang bị nó ảnh hưởng đấy, không đơn giản đâu. Nha, để hình dung thêm. Cảm ơn thầy.